Chào mừng các em học sinh thân mến. Hôm nay cô trò mình lại gặp nhau với chuyên đề hệ sinh thái và cô dạy nốt hai bài cuối cùng của hệ sinh thái, đó là bài 43 và bài 45. Các em đưa sơ đồ tư duy ra để chúng ta học nào. Đưa sơ đồ tư duy. Vì các em nếu mà nhìn trên này các em không rõ thì các em sẽ nhìn vào sơ đồ tư duy mà cô yêu cầu các em đã vẽ rồi đấy. Chưa? Xong. Dạng xong ở sơ đồ tư duy thì chúng ta sẽ trở đề cương trắng để chúng ta ôn mạch vài câu hỏi, tất cả câu hỏi trắc nghiệm của bài 43, 45. Sau đó là ôn một số câu tổng hợp mà cô cũng đã gửi file cho các em rồi của phần hệ sinh thái, và chiều thì chúng ta làm bài kiểm tra. Và bài kiểm tra lần này là 30 câu, chúng ta làm trong vòng 20 phút nhá. Giờ chúng ta vào bài nào. Hai bài ha. Bài 43 là trao đổi vật chất trong hệ sinh thái và bài 45 dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Rồi, giờ cô dừng lại ở cái sơ đồ tư duy này để cô giảng cho các em. Chúng ta thấy hệ sinh thái có hai chức năng cơ bản. Đó là trao đổi vật chất và trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái. Được chưa? Ở đây người ta không ghi là trao đổi năng lượng mà là dòng năng lượng. Tại vì tí này chúng ta học xong chúng ta thấy trao đổi vật chất trong hệ sinh thái là theo chu trình, nó tuần hoàn. Nó đi qua từ môi trường vào quần xã sinh vật, rồi qua các bậc sinh trưởng rồi quay trở lại môi trường. Còn dòng năng lượng trong hệ sinh thái nó chỉ đi một chiều. Nhớ nha nha. Trao đổi vật chất nó xoay vòng. Xoay vòng. Còn dòng năng lượng đi một chiều. Nên không có từ trao đổi năng lượng mà có dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Thì cái trao đổi vật chất trong hệ sinh thái nó nằm ở hai bài là bài 43 và bài 44. Bài 44 thì cô đã giảng cho cả các em ở chuyên đề phía trước rồi. Được chưa? Giờ cô giảng bài 43, trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Khái niệm đầu tiên đó là trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật. Trong trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật có những cái khái niệm chúng ta phải biết, đó là chuỗi thức ăn. Chúng ta nghe chuỗi thức ăn nhiều rồi, giờ chúng ta học chuỗi thức ăn là gì. Chuỗi thức ăn là gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích. Nhớ nha, trong chuỗi thức ăn một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước, vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau. Rồi các em nhìn một ví dụ đi, ví dụ lúa, rồi đến sâu ăn lúa, rồi đến nhái, rồi đến rắn, diều hâu, sau đó vi sinh vật phân giải. Giờ cô lấy ví dụ sâu ăn lúa. Sâu ăn lúa này là một mắt xích, đúng chưa? Nó vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước là lúa, và nó đồng thời là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau là nhái. Nên khi nào các em học chuỗi thức ăn khái niệm á, các em thấy nó rối quá, vẽ một cái chuỗi thức ăn ra. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta nhìn vào đó để chúng ta học. Và cô lưu ý một lần nữa, chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng. Thầy có viết màu viết đỏ chưa? Để nhấn mạnh nhé các em. Và có hai loại chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất. Được chưa? Chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất là sinh vật sản xuất, hay còn gọi là sinh vật từ giường đấy, gồm tất cả các loại thực vật, tảo và vi khuẩn lá. Ở bài trước, bài 42 chúng ta học rồi đúng không? Và cô lấy một ví dụ lúa, lúa là sinh vật sản xuất này, rồi sâu ăn lúa, rồi đến nhái, rồi rắn, diều hâu, rồi đến vi sinh vật phân giải. Và chuỗi thức ăn thứ hai là chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật phân giải. Được chưa? Chuỗi thức ăn bằng sinh vật phân giải thì thường phân giải các chất môn hữu cơ. Ví dụ chất môn hữu cơ, giun đất, rồi đến gà, cáo, vi sinh vật. Và
chúng ta nhớ sinh vật phân giải ngoài dung đất còn có giòi đúng không, còn có con giòi, rồi có một số con dung đất ở phía sâu đất, ở phía dưới đất đúng không, vân vân. Vậy đó là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải. Khái niệm thứ hai đó là lưới thức ăn. Lưới thức ăn là gồm nhiều là chuỗi, gồm nhiều chuỗi thức ăn có mắc xích chung, nhớ thầy viết đó không, có mắc xích chung. Ví dụ một lưới thức ăn đơn giản, quả dẻ, sóc, diều hâu, trăn. Vậy con sóc này là mắc xích chung này cả đấy, vì nó tham gia vào hai chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn thứ nhất quả dẻ, sóc, diều hâu, chuỗi thức ăn thứ hai là quả dẻ, sóc, trăn, được chưa? Có lời đơn giản để các em biết. Và một số lưu ý sau: mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. Nhớ nha, nhớ để chúng ta đánh trắc nghiệm đấy. Mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn. Mỗi bậc dinh dưỡng thường có nhiều loài. Mỗi bậc dinh dưỡng thường có nhiều loài. Tí nữa chúng ta sẽ học về bậc dinh dưỡng và chúng ta sẽ hiểu rõ đoạn này hơn. Độ đa dạng của quần xã càng cao thì lưới thức ăn càng phức tạp. Có một câu trắc nghiệm ở đây. Độ đa dạng của quần xã càng cao thì lưới thức ăn càng phức tạp. Thì tiếp theo, khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc của lưới thức ăn cũng bị thay đổi. Nhớ nha, những cái lưu ý này để phục vụ cho chúng ta đánh câu hỏi trắc nghiệm thôi các em. Bốn lưu ý. Giờ chúng ta đến khái niệm tiếp theo, đó là bậc dinh dưỡng. Bậc dinh dưỡng là nằm trong trao đổi vật chất của quần xã sinh vật. Đây cái mũi tên nha, cô kẹo xuống đây là bậc dinh dưỡng. Trong quá trình ghi không nhầm nha, bậc dinh dưỡng. Bậc dinh dưỡng là gì? Là tập hợp các loài sinh vật có cùng mức dinh dưỡng trong lưới thức ăn. Nhớ là cùng mức dinh dưỡng trong lưới thức ăn. Phân bậc có sinh vật sản xuất là bậc dinh dưỡng cấp 1. Chúng ta thấy bậc dinh dưỡng cấp 1 là có cùng mức dinh dưỡng đều là sinh vật sản xuất. Được chưa? Sinh vật sản xuất hay còn gọi là sinh vật từ trường có khả năng dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp lên chất hữu cơ nuôi sống bản thân nó. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. Giờ bài trước ở bài 42 cô dạy rồi. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là gồm những động vật ăn sinh vật sản xuất. Được chưa các em? Vậy nó có điểm chung đều là những động vật ăn thực vật. Đúng không? Đấy, nên là bậc dinh dưỡng là tập hợp các loài sinh vật có cùng mức dinh dưỡng. Hiểu vấn đề không? Và nhớ, sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. Còn sinh vật tiêu thụ bậc 2 là những động vật ăn sinh động vật tiêu thụ bậc 1, đúng chưa? Thì thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Cứ như vậy cho đến sinh vật tiêu thụ bậc N trừ 1. Sinh vật tiêu thụ bậc N trừ 1 thì thuộc bậc dinh dưỡng cấp N. Ha. Giờ chúng ta đọc lại cái này. Mỗi bậc dinh dưỡng có nhiều loài. Chúng ta thấy ở sinh vật sản xuất là bậc dinh dưỡng cấp 1 có nhiều loài không? Thực vật có nhiều loài không các em? Rất nhiều loài. Đúng không? Đấy. Vậy chúng ta hiểu ý này nha. Và cái ví dụ này thì có phân cho không? Là nó quan trọng. Nào, nhìn để chúng ta làm câu hỏi trắc nghiệm. Và đề thi tốt nghiệp thường ra cái dạng này. Có lẽ ví dụ một ví dụ nón thông, xén tóc, chim gò kiến, diều hâu. Được chưa? Rồi nhìn. Cô phân. Nón thông là bậc dinh dưỡng cấp 1. Chúng ta quy định luôn. Cấp chúng ta viết ở trên. Ha. Cấp chúng ta viết ở trên. Nón thông thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1. Xén tóc cấp 2. Chim gò kiến cấp 3. Diều hâu cấp 4. Thấy chưa? Giờ đến sinh vật tiêu thụ. Nón thông đâu phải sinh vật tiêu thụ. Đúng chưa? Nón thông là sinh vật sản xuất mà. Học có 3, 4, 2 rồi. Vậy chúng ta sinh vật tiêu thụ ở trong chuỗi thức ăn này bắt đầu từ xẻ tóc. Thì đây là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Chim gò kiến
là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Diều hâu là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Các em đã hiểu ý chưa? Ví dụ có một cái đề thi, người ta cho một chuỗi thức ăn, người ta hỏi chim gò kiến thuộc sinh vật tiêu thụ bậc mấy và thuộc bậc dinh dưỡng cấp mấy, thì chúng ta làm sinh vật tiêu thụ. Sinh vật tiêu thụ có nghĩa là cô bảo mình viết ở phía dưới, còn cấp thì mình bậc dinh dưỡng cấp mấy mình viết ở trên, và mình dễ dàng trả lời được đáp án. Chim gò kiến là sinh vật tiêu thụ bậc 1 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Hiểu nha. Để tí nữa có câu trắc nghiệm mình đừng có làm sai ở đây các em ha. Cố gắng lên nha. Một lần nữa nhìn lại ha. Nhìn lại ở đây cho cô. Đấy. Cái kiến thức quan trọng. Rồi bây giờ làm một cái ví dụ đấy đi. Nhãi đi. Nhãi là sinh vật tiêu thụ bậc mấy và thuộc bậc dinh dưỡng cấp mấy đây? Hả? Rồi giờ mình nhìn cấp, lúa là cấp 1, son lúa là cấp 2, nhãi là cấp 3. Vậy bậc sinh vật tiêu thụ bắt đầu từ sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 1, nhãi là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Về đáp án, nhãi là sinh vật tiêu thụ bậc 2 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Còn diều hâu ở trong trường hợp này, tùy theo mỗi đề bài, mỗi chuỗi thức ăn khác nhau thì sẽ tính bậc dinh dưỡng khác nhau nha. Mình học là mình học phương pháp, mình không học vẹt. Cô lấy ví dụ ở đây, người ta hỏi diều hâu là sinh vật tiêu thụ bậc mấy. Rồi giờ mình tính sâu ăn lúa tiêu thụ bậc 1, nhãi tiêu thụ bậc 2, rắn tiêu thụ bậc 2, 3. Và diều hâu là sinh vật tiêu thụ bậc 4 thì thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5. Hiểu nha. Hả? Giờ đến kiến thức tiếp theo ở trong bài 43, đó là tháp sinh thái. Tháp sinh thái là gì? Chúng ta giở sách giáo khoa, chúng ta thấy tháp sinh thái là gồm những cái hình chữ nhật và xếp chồng lên nhau, và mỗi cái bậc đó, mỗi cái hình chữ nhật đó là một bậc dinh dưỡng. Chúng ta thấy hình chữ nhật đó có cái độ cao bằng nhau nhưng chiều dài nó khác nhau. Đúng chưa? Ví dụ một tháp sinh thái chuẩn thì là hình tam giác, đáy rộng và đỉnh nhọn phía trên. Đấy, chúng ta hiểu nha. Đọc lại một lần nữa, tháp sinh thái gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau và mỗi hình chữ nhật là một bậc dinh dưỡng. Giờ chúng ta phân loại có 3 loại. Tháp số lượng. Tháp số lượng là gì? Dựa trên số lượng cá thể ở mỗi bậc dinh dưỡng. Có bao nhiêu cây? Rồi bao nhiêu con ăn cái số cây đó? Đấy, đó là tháp số lượng. Còn tháp sinh khối là dựa trên tổng khối lượng của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng. Đó là tháp sinh khối. Còn tháp năng lượng. Trong 3 loại tháp thì tháp năng lượng là tháp hoàn thiện nhất và luôn có dạng chuẩn, đó là hình tam giác, nhớ các em nha. Và cái tháp dễ, 2 loại tháp dễ bị biến dạng, đó là tháp số lượng và tháp sinh khối. Ví dụ, cô lấy ví dụ như vật ăn thịt và con mồi, thì chúng ta thấy, cô xin lỗi, cô lấy ví dụ lại, đó là ký sinh vật chủ. Các em thấy cây kỳ sinh, cái vật chủ thì nho nhỏ, còn cái sinh vật kỳ sinh thì nó làm sao? Nó lớn. Đúng không? Số lượng nó nhiều, đang dựa đến số lượng mà. Vì cho trong cơ thể mình có cơ thể, bạn nào bị nhiễm giun sản có thể hàng trăm con giun sản. Vậy cơ thể mình là một vẻ phía trên, ở bậc dinh dưỡng mà ăn các chất dinh dưỡng của mình là phía trên thì nó lại to hơn phía dưới. Vậy là đâu phải thật chuẩn nữa, đúng không? Nên cái hai dạng tháp mà dễ bị biến dạng, đó là tháp số lượng và tháp sinh khối. Nhớ nha. Còn dạng chuẩn nhất, khi nào cũng hình tam giác, đó là tháp năng lượng. Rồi, chúng ta trong cái trao đổi vật chất của hệ sinh thái có bài 44 chu trình sinh điều hòa và sinh quyền, thì bài chuyên đề trước cô vừa mới dạy các em hôm thứ ba, đúng không? Chu trình sinh điều hòa là vòng tuần hoàn vật chất trong sinh quyển, và có một phần vật chất
không không phải là vòng tuần hoàn kín mà có một phần vật chất lắng đọng lại để trở thành trầm tích hay là khoáng sản đấy. Giờ chúng ta đi đến dòng chức năng thứ hai của hệ sinh thái, đó là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Ta nhìn dòng năng lượng trong hệ sinh thái, và năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng chủ yếu trong mọi hoạt động trên trái đất. Và quang hợp chỉ sử dụng 0,2 đến 0,5% bức xạ mặt trời chiếu xuống. Chưa? Và ý thứ hai quan trọng rằng dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền theo một chiều. Nhớ chưa? Bên trao đổi vật chất là nó xoay vòng. Nó xoay vòng. Không phải là vòng tuần hoàn kín nhưng mà nó theo chu trình xoay vòng. Còn đây nó truyền một chiều. Từ bậc dinh dưỡng thấp đến bậc dinh dưỡng cao. Nhớ. Và cô giảng. Vậy sinh vật đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật, đó là sinh vật sản xuất. Được chưa các em? Sinh vật sản xuất sẽ đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật, và sau đó năng lượng đi ra mất, không có dùng lại nữa. Và nhìn cô viết màu viết đỏ này, càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm. Nhớ, càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm, do một phần năng lượng bị mất qua hô hấp tạo nhiều vật chất thải. Và chúng ta nhìn cái sơ đồ này để chúng ta thấy và làm có nhiều câu hỏi trắc nghiệm ở đây. Cô giảng cái phần này trước nha. Nhìn năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng thấp tính là 100% thì nó tích lũy trong bản thân nó, là bậc dinh dưỡng của nó chỉ tích lũy được 10%. Và 90% nó đi đâu? À, 90% thì mất do hô hấp và tạo nhiệt đến 70%. Nhớ đáp án của trắc nghiệm nha. Mất qua hô hấp và tạo nhiệt là mất nhiều nhất 70%. Mất do chất thải rơi rụng là 10%. Và truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn là 10%. Nên chúng ta thấy này, càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm. Cô lấy ví dụ nào, lấy ở một cái chuỗi thức ăn này. Vậy ví dụ đi thi, người ta hỏi đây nha, ví dụ nhà nha, cây chuỗi thức ăn này sinh vật nào có mức dinh dưỡng cao nhất, thì chắc chắn là sinh vật sản xuất rồi, và sinh vật sản xuất là có mức năng lượng cao nhất. Còn sinh vật có mức năng lượng thấp nhất là gì không? Vì càng lên bậc dinh dưỡng cao thì sự thất thoát năng lượng càng lớn, và đến diều hâu thì là năng lượng rất ít nữa. Vậy nên trong tự nhiên cái chuỗi thức ăn không vượt qua đến 6 6 bậc, hiểu không? Vì sao? Vì sự mất mát năng lượng quá lớn qua các bậc dinh dưỡng. Nếu mà chuỗi thức ăn quá dài thì nó sẽ không tích lũy năng lượng cho bậc dinh dưỡng phía sau nữa, nhớ nha. Nên chuỗi thức ăn chỉ dừng lại đến 6 đến 7 bậc thôi. Giờ chúng ta khái niệm tiếp theo là hiệu suất sinh thái, là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng qua các bậc sinh trưởng. Và công thức hiệu suất sinh thái chỉ gọi là H bằng năng lượng của bậc N trên năng lượng của bậc N trừ 1 nhân 100%. Tí nữa chúng ta có bài toán và chúng ta sẽ sử dụng công thức này. Ha, lưu ý nha. Giờ cùng dừng 30 giây ngắm lại cái kiến thức của hai bài để chúng ta vào câu hỏi trắc nghiệm. Nhớ những cái việc màu đỏ này là đáp án của trắc nghiệm tất cả các em. Và chúng ta đi vào câu hỏi ôn tập nha. Các con giờ đi cương trắng ra đi. Bài 43, câu 1. Chuỗi thức ăn là gì? Cùng đọc đáp án với cô, đọc bằng mắt. Vậy, bà nào mà nghe giảng hồi nãy thì rất dễ dàng để trả lời. Chuỗi thức ăn là một dải gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng, đúng chưa? Và chắc chắn là đáp án A rồi. Tiếp tục. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã? Ta đọc. Trong một quần xã sinh vật
mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định không? Hồi nãy cái lưu ý của cô là một loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn mà, đúng không? Trong một lưới thức ăn, một sinh vật tiêu thụ có thể được xếp vào nhiều bậc sinh trưởng. Ôi, có vẻ đúng nhỉ. Rồi chúng ta đọc tiếp tí cái đã nào. Trong một lưới thức ăn, một bậc sinh trưởng thường chỉ có một loài sinh vật không? Có bao nhiêu loài mà. Nếu cái lưu ý cả kép. Quần xả càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng. Đơn giản là sai rồi vì cô dạy ở cái lưu ý là càng phức tạp. Đúng không? Vậy đáp án của mình chắc chắn là đáp án B. Trong một lưới thức ăn, mỗi sinh vật tiêu thụ có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ như người này, cô lấy ví dụ với con diều hâu đấy. Ở chuỗi thức ăn này thì là bậc dinh dưỡng khác, mà ở cái chuỗi thức ăn khác thì bậc dinh dưỡng khác, đúng chưa? Tùy thuộc. Rồi tiếp tục. Ý nào dưới đây mô tả về chuỗi thức ăn không đúng? Chuỗi thức ăn thường không bao giờ quá 7 loài. Ý này có vẻ cũng được đấy. Giờ đọc tiếp ha. Năng lượng qua các bậc sinh trưởng giảm nhanh. Giảm nhanh hay là giảm từ từ cả các em? Các loài trong một chuỗi thức ăn có quan hệ về dinh dưỡng. Ý nào sau đây không đúng nha. Tất cả chuỗi thức ăn đều bắt đầu bằng sinh vật sản xuất. Vậy chúng ta đọc xong thì chúng ta thấy có phải tất cả các chuỗi thức ăn đều bắt đầu bằng sinh vật sản xuất không? Không đúng không? Còn có sinh vật phân giải nữa mà. Vậy đáp án không đúng của mình là D. Tiếp tục. Câu 4. Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về bậc sinh trưởng của lưới thức ăn? Một, bậc sinh trưởng cấp 1 gồm tất cả các loài động vật ăn thực vật. Có đúng không? Bậc dinh dưỡng cấp 1 có vừa giảng là gồm sinh vật sản xuất mà. Đúng không? Mà đây là động vật ăn thực vật, phải sai rồi. Tiếp, trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường gồm nhiều loài sinh vật. À, cái này đúng này. Đúng không? Câu 3, bậc dinh dưỡng cao cấp nhất. Bậc dinh dưỡng cao cấp bậc dinh dưỡng cấp cao nhất là nhóm sinh vật mở đầu mỗi chuỗi thức ăn, đúng không các em? Bậc sinh trưởng cấp cao nhất là nhóm sinh vật mở đầu, là nhóm sinh vật mở đầu vòng mỗi chuỗi thức ăn là sai rồi. Đó là bậc dinh trưởng thường là bậc, đó là bậc dinh trưởng cấp 1 mà, đâu phải bậc dinh trưởng cao nhất. Tiếp tục, trong một lưới thức ăn, một sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh trưởng trong một lưới thức ăn. Nào, chúng ta thấy ý đó có đúng không các em? Và ý 4 đúng. Vậy chúng ta thấy ý này, ý 2 và ý 4 là đúng nha các em. Vậy đáp án của mình là C. Được chưa? Các em tích vào cái đáp án đi. Tích vào cái đáp án là tích vào cái ý đúng luôn đi. Ha? 2 và 4. Câu 5. Cho chuỗi thức ăn tảo lục đơn bào tôm tả rô chim bò cá, trong chuỗi thức ăn này cá rô, à cô vừa dạy mình xong giờ mình làm ha, cá rô cô dành cho 10 giây ở đây làm xem có đúng đáp án. Là chúng ta thử nha, giờ làm cùng với cô. Tảo lục đơn bào là sinh vật tiêu sinh tảo lục đơn bào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1. Được chưa? Tôm là cấp 2, cá rô là cấp 3. Vậy cấp 3 có hai đáp án A và D. Rồi giờ sinh vật tiêu thụ tôm là bậc 1, cá rô là bậc 2. Vậy đáp án của mình là đáp án D. Được chưa? Cô nghĩ là nhiều bạn làm được đấy. Còn bạn nào chưa làm được thì coi lại kiến thức hôm nay cô dạy nha. Nào. Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng ký hiệu chữ cái từ A đến E, trong đó các em đọc cho cô đi. Và chuỗi thức ăn nào có thể xảy ra? Cô vừa dạy các em.
cái trừ mà dao động các bậc dinh dưỡng á, bậc dinh dưỡng dưới có sinh khối lớn gấp 10 lần bậc dinh dưỡng trên, bậc dinh dưỡng phía dưới có sinh khối gấp 10 lần bậc dinh dưỡng phía trên, và năng lượng tích lũy từ bậc dinh dưỡng này truyền lên bậc dinh dưỡng kia chỉ 10%. Vậy chuỗi thức ăn nào có thể xảy ra nào các em? Tất nhiên đẩy ở dưới phải lớn rồi. Là C là lớn nhất. C rồi đến gì các em? A đúng không? Rồi đến D và đến E. Và chúng ta dễ dàng làm được. Câu số 7. Trong hồ thủy triều, 15 loài động vật không xương sống đã giảm xuống còn 8 loài sau khi một loài đã được loại bỏ. Loài được loại bỏ có thể là loài nào các em? Có phải là mầm bệnh? Mầm bệnh thì sao nó lại giảm xuống như thế, 15 loài còn 8 loài? Vậy chúng ta suy luận logic nào. Vậy đó có phải loài chủ chốt không? Tại vì loài đó tham gia quan trọng vào nhiều lưới thức ăn. Nhiều chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn của cái hồ thủy triều này. Với cái loài chủ chốt bị mất thì kéo theo những loài khác sẽ bị tiêu diệt. Nên loài chủ chốt rất quan trọng ha. Câu 8. Khi nói về tháp sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn đáy lớn đỉnh nhỏ. Đúng rồi, cô bảo tháp năng lượng là dạng chuẩn mà. Tháp số lượng và tháp sinh khối có thể biến dạng tháp trở nên mất cân đối. Đúng rồi, cô cũng dạng như thế, vừa dạng xong. Trong tháp năng lượng vật làm mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình. Đúng rồi. Bây giờ mình nhìn cái câu D nè. Tháp sinh khối của quần xả sinh vật nổi thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ nhỏ hơn sinh khối của sinh vật sản xuất. Nào có đúng không các em? Sinh khối của sinh vật tiêu thụ nó sẽ nhiều hơn sinh khối của sinh vật sản xuất, mà đây là nhỏ hơn. Tại vì cái tháp sinh khối mà ở sinh vật nổi là dạng lồn ngược đó các em. Dạng lồn ngược là khó. Sao? Sinh khối của sinh vật tiêu thụ nó lại lớn hơn sinh khối của sinh vật sản xuất. Vậy đáy thì nhỏ, vậy cái phía trên nó lại lớn. Hiểu chưa? Vậy đáp án sai là đây này. Đây. Đây. Câu 8. Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp sinh khối có mức năng lượng cao nhất cho con người? Sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy và học dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm. Đúng không? Vậy cung cấp sinh khối với mức năng lượng cao nhất của con người, chúng ta thấy đáp án này này. Thực vật rồi đến người. Đúng không? Đấy. Nó không mất mát. Nó không mất mát qua những cái bậc dinh dưỡng này cả các em. Nên là đáp án B. Vì chúng ta học rồi. Cứ từ bậc dinh dưỡng này truyền lên cho bậc dinh dưỡng kia chỉ 10%. Còn 90% là sao? Mất. Đúng không? Câu 10. Vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài quá 6 bậc dinh dưỡng như này? Cô giảng rồi. Nào. À, vì hiệu suất sinh thái cho các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất thấp, đúng không nhỉ? B. Vì nếu chuỗi thức ăn quá dài thì quá trình truyền năng lượng sẽ chậm, phải không? Chuỗi thức ăn ngắn thì quá trình tuần hoàn năng lượng sẽ xảy ra nhanh hơn. Tuần hoàn thì sai rồi, tại vì năng lượng chỉ truyền một chiều mà đâu có tuần hoàn. D. Chuỗi thức ăn ngắn thì chu trình vật chất không cũng sai luôn. Và chúng ta thấy đáp án A là đúng nhất, vì hiệu suất sinh thái cho các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất thấp. Câu 11. Có một loài sâu đục thân gây bệnh ở cây ngô phát tán trong vùng sản xuất nông nghiệp. Loài sâu này là thức ăn chính của một loài chim trong vùng. Hậu quả nào sau đây sẽ xảy ra nếu loài chim này bị săn bắt với số lượng lớn? Các em thấy loài chim bị săn bắt với số lượng lớn thì sâu trong vùng nó phát triển,
và làm cho ngô chết nhiều, đúng không? Thì là logic thôi. 12. Nếu cả bốn hệ sinh thái dưới đây đều bị ô nhiễm thủy ngân là một chất độc nha, với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong bốn hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất? À, chúng ta cô giảng một tí, nếu không cái này chắc chúng ta sẽ đoán mò rồi. Xóa cho cô chừng người sao? Nào, chúng ta thấy cây này có một cái quy luật, đó là khuếch tán. Khuếch tán vậy có nghĩa là sao? Cây chuỗi thức ăn nào dài nhất, có nhiều bậc dinh dưỡng kéo dài thì ở đó sẽ bị ô nhiễm nhất. Vậy chúng ta thấy đáp án của mình là đâu? Ô nhiễm thủy ngân, đúng không? Nào, vậy đáp án nào dài nhất cả các em? C là dài nhất, đúng chưa? Đây, xóa cho cô chữ người đi. À, nhớ nha, khi nào nói đến ô nhiễm thì con người bị nhiễm độc nhiều nhất, có nghĩa là cái chuỗi thức ăn đó kéo dài nhất thì là ô nhiễm nhất, nhiễm độc nhất, được ha? Câu 13. Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái? Nào, sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật sản xuất mà. Mà đây là sinh vật phân giải sai rồi, đúng không? Năng lượng truyền trong hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn và sử dụng là sai, tại vì có rằng là năng lượng truyền một chiều thôi. Ở mỗi xe, ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hóa qua hô hấp tạo nhiệt chất thải, chỉ 10% truyền lên. Cái này đúng thôi này. Giờ đọc câu D tí nha. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất cao cấp bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất. Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất rồi trả lại môi trường, không phải tới sinh vật phân giải thì đúng, mà đây là sinh vật sản xuất. Vậy đáp án đúng của mình là C. Nhớ nha. Câu 14. Nhóm sinh vật có mức năng lượng cao nhất trong hệ sinh thái là nhóm sinh vật gì cả các em nhỉ? Quá dễ rồi. Nó chưa mất, nó chưa truyền lên. Đó là sinh vật sản xuất. Nhớ nha. Nhóm sinh vật có mức năng lượng thấp nhất trong hệ sinh thái là sinh vật ở đâu? Chắc chắn cả các em sẽ trả lời được. Đó là sinh vật ở cuối chuỗi thức ăn. Tại vì càng đi lên thì năng lượng càng giảm. Câu 16. Trong các hệ sinh thái, tại sao tuần hoàn vật chất là chu trình còn trao đổi năng lượng là dòng chảy một chiều? Năng lượng được sử dụng nhiều lần nhưng vật chất đi qua. Sai rồi. A sai. B, cả vật chất và năng lượng được tái chế. Cùng sai. C, vật chất được luân chuyển tuần hoàn đi vào, đi ra và quay trở lại hệ sinh thái, nhưng năng lượng không tuần hoàn mà luôn từ ánh sáng mặt trời, không có sự tái tạo lại. Còn D, cả vật chất và năng lượng chảy theo một dòng, không bao giờ kết thúc là sai rồi. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Được chưa? Tuần hoàn. Vật chất là tuần hoàn. Còn năng lượng đi theo một chiều. Không có sự tái tạo lại. Nhớ nha. Không được sai dạng. Đi dạng lại rồi đấy. Giờ là một cái bài này cùng với cô. Các em giờ cái phần... Hồi này sơ đồ tư duy có cái công thức mà cô nói á, hiệu suất sinh thái á các em. Để làm ha. Trong hệ sinh thái ở một khu rừng nhiệt đới, ánh sáng môi trường cung cấp từng đó, nhưng thực vật chỉ sử dụng 3,5%, năng lượng mất đi do hô hấp 90%, sinh vật tiêu thụ bậc 1 sử dụng 35 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 2 sử dụng 3,5, sinh vật tiêu thụ bậc 3 sử dụng 0,52. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 với bậc dinh dưỡng cấp 3 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là bao nhiêu? Đọc thì nó rối quá, nhưng mà thật sự làm nó rất đơn giản là cả em. Nào, giờ là công thức, cô trò mình cùng làm. Nào, để nhìn nha. Cô làm mẫu cho một bài, sau đó cứ gặp thì chúng ta sẽ làm như vậy. Giờ mình nhìn sinh vật sản xuất, đúng không? 10 mũ 6 các em. Thêm 10 mũ 6 này vào cho cô. Nhân với 10% nhân 3,5
là bạn sinh vật sản xuất sử dụng từng này cái kilocalo. Được chưa? Thực vật chỉ sử dụng 3,5% này các em. Rồi. Năng lượng mất đi do hô hấp 90%, vậy còn lại tích lũy trong nó 10% này. Nên lấy cái 10 mũ 6 nhân 10% nhân 3,5 thì ra đây. Còn sinh vật tiêu thụ bậc 1 đề bài cho rồi. Đúng không? 35 kilocalo bậc 2 3,5 bậc 3 0,52. Vậy nhìn nha, hiệu suất sinh thải giữa bậc 2 với bậc 1 thì bằng 35 chia cho 3.500 nhân 100% 1 phần. Còn hiệu suất sinh thải bậc 4 trên bậc 3 là đây 14,9. Vậy đáp án của mình là đáp án D. Các em muốn làm lại lấy giải nháp ra và chúng ta share đáp án đi, chúng ta làm lại cho cô nha. Câu 18. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? Truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật chắc chắn là sinh vật sản xuất rồi, được chưa? Câu 19. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền qua gì các em? Quan hệ dinh dưỡng nào của các sinh vật trong chuỗi thức ăn? Câu 20. Năng lượng chứa trong các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn thay đổi như thế nào các em? Vừa nãy cô vừa giảng, năng lượng của bậc dinh dưỡng sau luôn nhỏ hơn bậc dinh dưỡng trước, đúng chưa? Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra. Đó là động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật. Được chưa? Rồi câu 22. Trong các hệ sinh thái, khi chuyển từ bậc sinh dưỡng thấp lên bậc sinh dưỡng cao liền kề, trung bình năng lượng thất thoát 90%, phần lớn năng lượng mất qua hô hấp. Không? Đấy. Rồi vậy là chúng ta đã, cô đã giúp cả con ôn tập cả câu hỏi trắc nghiệm và cả con học thuộc cho cô để chiều nay chúng ta kiểm tra. Cô xin cảm ơn cả các em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.